các bạn thích đi câu mà ghé thấy mở tiệm để mua mớ cái áo lồng cho chim ha, lồng cho chim đây mình mua quýt các bạn. Nghe cô đen đó rồi, tôi đang đi để mua lồng chim về đó, đoàn chim đó. Rồi vừa mở tiệm cái anh em nghệ nhân vô quá trời ha. Mình mua mới cái lồng giống nhựa nữa các bạn, về cho con ốc bích ở ha. Loại này là mình không có điều kiện mình nuôi lồng này được rồi, đẹp không? Giờ nó làm chất liệu nó làm như vậy. Phen à, nhót à, đất còn cái kim là phẩm cho kim nữa các bạn, đủ hết không? Thưa anh em á, thì mình hiện tại là mình đi kìa rồi các bạn, mình đã đem lồng kim về hết rồi, thì chuẩn bị mình lên đường đi câu các bạn. Mọi màng ha, mình mới ghé cái chỗ cô này và có bán bánh ít nè, ngon ghê không ha. Đó thì chỗ ở hiện tại là bán đắt lắm, còn mấy cái ha. Ở đây là cái hầm chui khu chung cư xã Long An đó, các bạn thấy cái đường hầm chui ở đây ha. Rồi giờ mình đi cái đường hầm chui nè, do kẹt xe quá các bạn, mình đi đường tắt ha. Đây chui à, chơi trong đây này á, giờ chỗ bán đây nữa các bạn, giờ mình đi đây á. Đường xá kẹt xe quá, xe kẹt quá thì đường tắt. Mình đến chỗ các bạn, đồ giả mua hai rau nữa các bạn. Đây à, và ở đây nè, là cầu cu đen. Chào bà con nghe ơi. À, kẹt xe quá mình đi đi đường vòng các bạn, trong xóm mới đi ra được đó. Đây là cầu quán tre, đây vậy chẳng kẹt xe cứ ngắt à, khó chạy lắm nha. Mình mới đi lỡ tém đựng con lên lôi cậu mình luôn, đi cậu mình thôi. Chết hả? Mới dính được con, lôi câu luôn. Tôi lo không thấy quay á. Tôi lo ấy thấy quay dính con. Ở đây con gì họ dục chết thú lắm. Đây có cái tiệm thù đỏ hót rồi.
xíu, đúng không? Một xíu à, móng tay à. Đó, ai lấy ra rồi sau đó nó cỏ lên dữ lượng. Chạy tấm đó cỏ nó đâu lên được. Hai em. À. À. Trời ơi, thay lưỡi luôn ha. Mấy thằng cũ chứ gì? Thằng mới hả? Mười cá đói các bạn. Thằng mạnh ghê để cứu lạc. Sao hả? Hả? Trời mưa lên, không phải. Trời. Trời mưa thì cá nó đói. Ờ, nó đói quá cái này. Nghĩ cần câu máy của mình. Nó bự quá. Máy à.
tối thả, thả cá nhỏ phá mồi quá. Thấy tao ngồi đó không dám vô. Thấy lưu đồng mà. Lưu đồng. Lưu đồng ha. Nổi lắm á. Em đua rồi đấy.
không nghe nói dính thì tôi cầm lên coi. Chống cái này cho ông đâu nè. Ừ, anh mới thích nè. Ừ, anh mới thích nè. Ghê đó, lọc bên kia chuột có ai biết hai hai mấy mấy chai đi chuột nè. Yeah. Hai kia đó nằm bên kia chuột đó. Gạt anh là có
hai lồng bên cái chuồng cọc cọc như là đi coi coi. Tao còn không? Sao còn chỗ không? Còn má nhờ chiều vậy mới lên uống nước. Không đâu uống nước đâu. Dạ luôn. Nhờ, nhờ tôi kêu vậy mới đi lên uống nước ha, đúng không? Lâu lâu chỉnh giác cô à. Xong cầm ca nước xuống uống luôn. Nhờ mình kêu ảnh anh nó lên uống nước các bạn. Dù anh lên uống nước chứ anh không anh uống nước anh chết này. Ký chưa? Rồi. Quên tao cái nhỏ ăn không? Cái này chuyện hồi lúc trước mình ăn cái này phải ăn giới lắm. Không giới ăn lắm. Mình phải ăn cái này béo. Cá
đồ. Vô cái coi, vô rồi, ơi, ơi. Ồ, đã nha. Được nửa ký rồi các bạn. Anh kêu gạt tao chi? Chính, chính sống các bạn. Lòi nhiều lắm chứ. Mày sao bố có bẻ đâu ạ? Hả? Trúng gà hả? Ai mà nó chở hả? Đấy, nước vô. Nó sầu tim các bạn. Chào bạn, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chào bạn.
À, về luôn không cô đen hả? À, về được cái đồ để đã nha, đủ chợ đủ thì đi chợ rồi, khỏi đi chợ ha. Chợ rồi. À, mới chào bà con nha. À, chợ cũng đi về rồi, cũng đi về luôn. Được vị trí rồi đó cả. À, đúng rồi, cái máy rồi.